không biết lại rơ luôn. Ai vậy? Trời ơi, bọn biết không? Thư có biết không? Bởi con nhỏ này có ai vậy? Ca sĩ. Có hết nhạc. Ngọc với bộ cầm quyến tôi úp vô mặt coi. Diễn mà ơi, diễn mà không biết diễn xuất gì. Diễn trơn á. Bộ cầm tôi úp vô mặt đi để giống như mình húp hết nước luôn. Ủa còn cái trong cái tô cái kia là con thấy là quá như vậy luôn đó. Đưa cái mặt bạn lại gần cái tô coi, nó chắc có bằng 1/3 cái tô. Nó còn nhỏ cái tô nữa. Bữa nào để cái bụng đói á, bạn với lại đi ăn bún sứa thử thách một tô. Tôi làm còn lẹ hơn cái máy nữa. Ok, làm chậm nha, giờ diễn lại nha. Mệt cũng đau mà. Hút bằng lỗ mũi đi. Hút ra được. Ông ơi quay sai vậy, nhìn cái tô nó bự thiệt. Quá bự luôn, cái tô bự thiệt. Ngon quá à. Tô này gấp 3 là cái đầu bạn. Nếu mình nhìn từ góc này nè. Đúng rồi. Nó bự một khúc quanh. Chưa hết nè. Nhiều quá à. Về khỏi ăn cơm luôn.